Xin chào tất cả quý vị đã tới với kênh giới thiệu sản phẩm của Audio Thiên Hà. Hôm nay thì chúng ta sẽ dùng loa BWK703S3 để làm loa tham chiếu để chúng ta nghe thử xem chất âm của hai chiếc âm ly có mức giá lệch nhau khoảng 20 triệu đồng. Đó chính là chiếc âm ly Luxman LX380 có mức giá tham khảo là khoảng 158 triệu đồng. Nghe thử với chiếc âm ly Acouphase E380 có mức giá tham khảo là khoảng 138 triệu đồng. Xem hai chiếc âm ly hay của Nhật Bản này thì âm thanh nó sẽ khác nhau thế nào. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu một chút thông tin về sản phẩm và sau đó chúng ta sẽ nghe thử. Đôi loa BWK703S3 nó đứng ngay dưới đôi loa 702S3. Cái sự khác biệt của nó chủ yếu đến từ cái loa woofer. Với model 703S3 này chúng ta sẽ có hai loa woofer trầm cho giải trầm xuống được tới là 46Hz ở mức -3dB. Còn so với 702S3 thì 702S3 nó sẽ có nhiều hơn một cái woofer. Và những cái đôi loa như thế này, 703 hay là 702 thì chúng ta sẽ thích hợp dùng cho những gian phòng khoảng dưới 40m². Và giải trầm của nó đã tương đối là đủ sâu và gọn gàng rồi. Và nếu có nhu cầu tiếng trầm cao hơn thì chúng ta có thể cân nhắc bổ sung thêm một chiếc subwoofer chuyên nghe nhạc của thương hiệu Reel chẳng hạn. Đây là một dòng loa có độ nhạy là 90dB, trở kháng thì 8 ohm. Và giải tần của nó thì từ 46Hz cho tới 28kHz. Và chúng ta sẽ cần một số cái âm ly công suất dao động từ khoảng trên 30W. Và hôm nay thì chúng ta sẽ thử nghiệm hai chiếc âm ly này để xem nó khác biệt nhau như thế nào trên đôi loa này của chúng ta. Những chiếc âm ly cao cấp của Acouphase thì luôn nổi tiếng với cái chất âm rất là ấm áp mềm mại. Giải trung âm thì rất là dày dặn, giải trầm thì tiếng sâu. Và đặc biệt là âm ly Acouphase thì nó rất là bền bỉ. Và tất cả âm ly Acouphase thì luôn được sản xuất tại Nhật Bản. Cũng tựa như là âm ly Luxman vậy, luôn được sản xuất tại Nhật Bản. Âm ly E380 là phiên bản nâng cấp của E370. Thì tính ra so với E370 thì E380 đã nâng cấp tăng thêm 20% công suất, đạt mức công suất là 120W một kênh ở trở kháng 8 ohm. Và đây là âm ly stereo. Thì đây là mức công suất để có thể điều trị được rất nhiều các đôi loa cột khác nhau. Và cá nhân Thái Sơn thấy rằng ghép âm ly Acouphase với loa Bose & Winkin nó rất là hợp với nhau. Loa BWK ấy thì thường là giải cao nó cũng khá là nhiều, nghe nó rất là tốt rồi. Và cần một cái gì đó dày dặn ấm áp ở cái giải trung trầm thì vừa hay Acouphase nó lại có những điều đó. Acouphase thì không nhiều và trội lắm ở giải cao, nhưng mà nó lại đặc biệt hay ở cái giải trung trầm, giải trầm và giải trung. Thì nó làm cho cả cái hệ thống nghe nó cân bằng hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chiếc âm ly tiếp theo. Còn âm ly Luxman thì họ có một cái bề dày lịch sử lên tới 100 năm. Các cái thiết bị của họ thì đều được sản xuất tại Nhật Bản với một cái tiêu chuẩn hoàn thiện, chất lượng rất là tốt trong tầm giá. Và nói về âm thanh thì Luxman cũng là một thương hiệu Nhật Bản cho âm thanh rất hay. Nó nổi tiếng với cái giải trung và cái giải trung cao, giải cao. Và đặc biệt là cái giải cao nghe rất là tinh tế và bay bổng. So với Acouphase thì có phần trội hơn về những cái giải âm đó. Còn về cái giải trung trầm và giải trầm thì sẽ không được dày dặn và sâu và nặng bằng so với Acouphase. Còn về cái độ mượt mà thì hai cái chất âm của hai chiếc âm ly này nó đều có được một cái độ mượt mà và tinh tế. Âm ly bóng đèn thì thường nó sẽ có lợi thế hơn một chút khi chúng ta nghe ở âm lượng nhỏ về cái độ ngọt ngào. Nói chung là hai chất âm nó sẽ có phần khác biệt thì nó sẽ phụ thuộc vào cái đôi loa mà chúng ta phối ghép, thích cái thứ âm thanh mà khi chúng ta phối ghép tạo ra và còn liên quan tới căn phòng của chúng ta, nó thừa hay là nó dư hay là nó thiếu cái giải gì, thì từ đấy mà chúng ta sẽ cân bằng bằng các cái thiết bị để tạo ra cái âm thanh hay nhất. Thì đó là một số cái nhận định cá nhân của Sơn. Về âm ly Luxman LX380 thì đây là một chiếc âm ly thuần đèn chạy bóng 6L6GC cho mức công suất là 20W x 2 ở trở kháng 6 ohm. Đây là một mức công suất nó khá là nhỏ. Và đây là một chiếc âm ly mà nó có cái giao diện cực kỳ cổ điển, trông nó như là âm ly của thập niên 60 của thế kỷ trước với rất nhiều các cái nún gạt. Và chúng ta sẽ cùng nghe thử âm thanh xem là hai chiếc âm ly này nó khác nhau như thế nào. What a difference a day makes. 24 little hours that brought the sun and the flowers where they used. My yesterday was blue, dear, and today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear, since you said you were mine. What a difference a day makes.
There's a rainbow before me. Skies above can be stormy. Since that moment of bliss and that thrilling kiss, it's heaven when you find a romance on your menu. And what a difference a day makes. And that difference is you. Sau khi nghe thử thì quý vị có cảm nghĩ thế nào về âm thanh của hai chiếc âm ly này? Và quý vị thích âm thanh của chiếc âm ly nào hơn? Thì hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới cùng với Hải Sơn và Thiên Hà Audio. Và quý vị hãy nhớ tới Thiên Hà Audio số 5 ngõ 198 Phố Thái Hà, Hà Nội. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại trong các clip lần sau.